Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Around and Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh và chị đã từng sử dụng combo dịch vụ tại DK. Và ngày hôm nay thì đó là dịch vụ phun môi phủ xương 3D và laser mày theo liệu trình. Và ngày hôm nay thì chị quyết định để hút tiếp cái phần mí của mình đi, để hết cái mực cũ này, để chúng ta có thể có những cái cặp lông mày, những đường mí mới và đẹp hơn, tự nhiên hơn rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cái quá trình hút mí cho chị gái nhé. Vì là vùng mắt là vùng rất là nhạy cảm, cho nên là sẽ đòi hỏi thứ nhất là kỹ thuật của chuyên gia, thứ hai là về cái công nghệ, phải đảm bảo được độ an toàn này để không ảnh hưởng tới thị lực của mắt và không gây cháy rụng lông mi và không gây bong chóc. Và như chúng ta có thể thấy quan sát thì cái công nghệ siêu laser Picomox tại DK thì đã đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu như vậy đó. Và chúng ta có thể phân biệt được cái sự khác nhau giữa hai bên rồi đúng không ạ? Vâng, em xin mời chuyên gia thực hiện nốt phần còn lại ạ. Khi tia laser đi đến đâu thì mực sạch đi đến đó. Và tôi đã thấy cái mực mí này đã sạch được khoảng tầm 90% rồi đó. Và tia laser sẽ tác động là hút sạch cái mực ở trên bề mặt da đó. Và mực sẽ dần đào thải và đẩy tiếp lên đúng không ạ chị Giang? Vâng. À, chị ơi, cho em hỏi thăm là chị có thấy, chị cảm thấy thế nào? Em cảm thấy bình thường ạ, có chút tê đấy là không cảm thấy đau đúng không? À, vâng, nó sẽ châm chích một chút xíu thôi đúng không chị? Vâng, thì bây giờ em mời chị thư giãn nhá. Thì cho em hỏi thêm một xíu nữa là cái đôi môi của mình phun được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Em phun được khoảng 20 ngày từ hôm 5 tháng 4 ạ. Oh, 20 ngày, chỉ 20 ngày thôi mà bây giờ em đã thấy màu môi của chị lên rất là đẹp và tự nhiên rồi. Thì chắc chắn là trong 60 ngày thì khoảng tầm 40 ngày nữa thì chắc chắn là cái màu môi của mình nó sẽ tự nhiên hơn và đẹp hơn rất là nhiều chị nhá. Vâng ạ, cảm ơn chị luôn luôn là yêu thương và đồng hành cùng DK rất là nhiều. Vâng, và nếu như mà các chị em cũng muốn sở hữu những cái cặp môi xinh như chị khách của chúng tôi đây, hoặc là các chị em có những cặp lông mày hỏng này, lông mày lỗi, hoặc là những cái đường phun mi nó bị trổ xanh hay là nhìn nó quá đậm, quá xấu, thì các chị em hãy nhanh tay và đặt lịch được gửi tình trạng của mình trực tiếp qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn cho tất cả các chị em chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình tại DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.